chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và sau đây là nội dung chi tiết của kênh mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi mạc văn khoa hạnh phúc trong ngày đầu tiên đưa con gái đi học khoảnh khắc vi pumper lặng lẽ theo dõi con từ xa gây xúc động rồi Độ khoảnh khắc xinh xắn của con gái mạc văn khoa trong ngày đầu đi học thu hút nhiều sự chú ý trên trang Facebook cá nhân, Mạc Văn Khoa đã đăng tải loạt hình khắc đáng yêu của con gái mình. Có thể thấy trong ngày đầu đi học, nhóc tỳ đã được trải nghiệm muôn vàng hoạt động thú vị bên bạn bè của mình. Cô bé cũng được mẹ cho diện một chiếc váy xinh xắn với muôn vàng biểu cảm dễ thương khiến cư dân mạng lụi tim. Bên cạnh đó, dù không có ba mẹ bên cạnh, song Minia vẫn rất vui vẻ và thoải mái trong ngày đầu tiên đi học của mình. Con gái Mạc Văn Khoa đáng yêu hết nấc trong ngày đầu tiên đi học ái nữ được trải nghiệm muôn vàng hoạt động thú vị trong ngày đầu tiên đi học của ái nữ bà xã mạc văn khoa cũng gây xúc động với khoảnh khắc lặng lẽ đứng theo dõi con từ xa đây có lẽ cũng là cảm giác chung của những bậc làm cha làm mẹ trong ngày đầu tiên đi học của nhóc tỳ nhà mình về phía mạc văn khoa anh cũng đến kèm chia sẻ ngày đầu tiên đi học của con gái yêu ai làm bố làm mẹ chắc đều không thể quên được ngày này Vi Pumper lặng lẽ theo dõi con từ xa. Từ khi con gái đầu lòng của Mạc Văn Khoa và bà xã Vi Pumper chào đời, cô bé lập tức trở thành thấm mê me nhí, sở hữu những biểu cảm bá đạo nhưng không kém phần dễ thương của Vi Biết. Càng lớn nhất thì càng được nhận xét thưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Những ngày vừa qua, cô bé cũng đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và thường xuyên gây bão vì những khoảnh khắc đáng yêu hết phần thiên hạ. Minia đang là nhóc tỳ được yêu mến của làng giải trí. Con gái mặt văn khoa trong ngày đầu đi học thử, với nhảnh đùa nghịch cùng bạn bè, không hề bỡ ngỡ và lạc lỏng. Lo ảnh đi học của con gái Mạc Văn Khoa đang thu hút nhiều sự chú ý. Từ khi con gái đầu lòng của Mạc Văn Khoa và bà xã Vi Pimper chào đời, cô bé lập tức trở thành thánh mê, mê Nhí, sở hữu những biểu cảm bá đạo nhưng không kém phần dễ thương của Vi biết. Càng lớn nhất thì càng được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ đã đăng tải loạt ảnh trong ngày đầu tiên đi học thử của con gái mình. Có thể thấy dù là ngày đầu đi học, Song Nhất Tì vẫn không hề bỡ ngỡ mà còn rất hào hứng và vui vẻ. Cô bé cũng dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh và cùng tham gia các hoạt động với những người bạn mới của mình. Con gái mặc văn khoa ngoan ngoãn trong ngày đầu đi học. Cô bé không hề bỡ ngỡ. Minia hòa nhập nhanh chóng với các bạn của mình. Vi Pumper cũng đính kèm chia sẻ về ái nữ. Ngày đầu đi học thử của con gái, lần đầu con xa mẹ và Ngọc lâu đến vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu của sự bỡ ngỡ và đi tìm. Con của mẹ sinh ra là đã mạnh mẽ rồi, bắt đầu những trải nghiệm vui chơi, học tập của con. Hy vọng con sẽ nhanh hòa nhập với cô và bạn. Đúng là lần đầu nên mẹ đứng ngồi không yên thật. Canh giờ con hoạt động ngoài trời ra ban công nhà nghĩa qua bên trường xem con đang chơi gì làm gì, rồi giờ ăn lại nghía qua cửa sổ xem con ăn như thế nào, tí lại xem con ngủ ra sao, con học trường sát nhà mà mẹ còn sốt ruột ở đó, con không bỡ ngỡ mà mẹ bỡ ngỡ ghê luôn, tự nhiên thấy nhà trống vắng hẳn, đi lên đi xuống không có mini của mẹ đâu rồi, Minia đang làm gì đó, Minia ơi thương mẹ không? Ủa, ủa, thiếu hơi con gái, cưng quá trời, gia đình Mạc Văn Khoa được nhiều người ngưỡng mộ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo